Mít không hạt chín rồi mọi người ơi. Cùng bổ con lợn này ra xem có thật sự không hạt không nhé. Nghe giang hồ đồn thổi là quê mình có gia đình trồng được giống mít không hạt nên mình đã lặn lội tìm đến để ngắm nghía, trèo lên tận cây, vỗ tận tay, hái tận cuống để về ăn thử xem mít không hạt có khác gì mít thường không nha. Đây là quả mít không hạt các bạn nhé. Mình không hiểu là ngày bé mình trèo cây rất là ngầu, nhanh thoăn thoắt như một con mèo luôn, mà sao lớn thì trèo cây nó ớn vậy. Là đang vứt xuống nhỉ? Không biết quê của mọi người như nào, nhưng mà ở Phú Thọ mình là thường đóng cọc vào quả mít và ném ở gầm giường hoặc xó nhà. Sau vài ngày thì quả mít sẽ nói chuyện với nhện, với thạch sùng. Thế là quả mít sẽ vui sướng, chín đỏ mặt, tiếng kêu bùm bụp, tỏa ra mùi thơm và con người ta có thể chén thôi. À, đã đóng cọc và lúc nào chín thì mình sẽ bổ ra để cho các bạn xem nhé. Cùng bổ ra xem là có thật sự không hạt không nhé. Giữa hàng chục quả mít trên cây nhưng mà mình lại vặt quả chuột gạo vì các bác tí khô lắm, quả nào ngon già gần chín thì các bác ấy mới ăn thôi. Chủ nhân của cây mít không có miêu tả gì về bên trong của quả mít này, chỉ nói là mua giống mít không hạt về trồng. Thế nên là mình lại càng tò mò về thực hư của giống mít không hạt, ngóng đợi giây phút đem nó chín để mổ ra chén. Về cấu trúc quả thì quả múi này cũng có cả múi, cả sơ mít và múi cũng không mau lắm, chỉ có điều là lúc bổ thì thấy rất là ngọt dao vì không bị lực cản từ hạt của quả mít. Nhìn màu sắc thì cực kỳ nhạt nhòa, khiến cho mình hơi thất vọng. Ngửi bên ngoài không thơm lắm, ăn xem như thế nào nha. Giật mình luôn, rất là ngọt. Ăn thử sơ xem như thế nào nhé. Mình rất là thích ăn sơ mít, đặc biệt là cái sơ cái, tức là cái sơ có kích thước to ấy, ăn còn khoái hơn cả múi mít luôn ấy. Sơ cũng cực kỳ ngọt. Đúng là không thể đánh giá mọi thứ chỉ thông qua nhìn bề ngoài được mọi người ạ. Cái vấn đề mình quan tâm nhất là đây có thật sự là mít không hạt hay không. Nhìn kỹ thì thấy múi thì không có hạt, nhưng mà có múi thì vẫn có hạt nhỏ nhỏ như hạt đỗ thế này. Có thể là hạt mít đã dần thoái hóa nhưng mà chưa tiêu biến hoàn toàn nên là vẫn xuất hiện những cái hạt nhỏ nhỏ. Như thế này có được tính là không hồn không? Và những chiếc hạt bé tí teo này có rơi xuống đất chắc cũng khó có thể mọc thành cây giống như là mít bình thường. Lại càng không thể cho vào nồi luộc, rang lên hay là vùi vào than, nướng ăn rồi thi nhau thả bom hơi, nồng đượm tình thân như là mít truyền thống được. Với những cái hạt mít bé xíu xiu xiu thế này thì... Theo các bạn thì có được tính là không hồn không? Có thể gọi nó là mít không hạt hay không thì nhờ các bạn quyết định giúp mình nha. Bằng cách hãy để lại comment bên dưới video này nha. Và đừng quên hào phóng cho mình xin một like và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị trong thời gian tới nha.